Xin chào tất cả các bác. Hiện tại thì bên em đang có mặt tại Hoài Đức, Hà Nội để thi công một cấu hình âm thanh vô cùng chất. Và hiện tại thì anh em đang trên đường di chuyển đến nhà anh đấy. Xin mời các bác cùng theo chân em các bác nhá. Ok, anh em đã vừa di chuyển đến nơi rồi. Và bây giờ thì anh em sẽ chuyển đồ xuống. Anh em đã chuyển đồ xuống rồi. Và bây giờ thì bọn em sẽ bóc đồ ra. Bọn em sẽ bóc ở bên ngoài này và sẽ chuyển vào bên trong kia. Đấy. Ok, loa thì bọn em đã chuyển vào bên trong kia rồi. Và bây giờ thì anh em sẽ tiếp tục bóc tiếp là các thiết bị vang, đẩy, mic và chiếc súp. Come on.
Ok, bọn em đã hoàn thành xong công trình rồi. Và bây giờ bọn em sẽ di chuyển về Hà Nội thôi. Đó. Chị vẫn còn đang hát trong kia. Đó. Rất là hay. Đấy, nhà anh vừa mới xây xong, rất là đẹp. Ok, xin chào các bác nhá. Và xin hẹn các bác trong các clip tiếp theo.